5 thời điểm uống mật ong tốt cho sức khỏe. 1. Uống mật ong vào buổi sáng sớm. 2. Uống mật ong vào buổi tối. 3. Uống trước khi ngủ. 4. Uống trước bữa ăn. 5. Uống mật ong sau bữa ăn 1 đến 2 tiếng. Ngoài ra, trong thời tiết hiện nay, uống mật ong còn giúp trị ho, cảm lạnh rất tốt. Vì mật ong tác dụng làm ấm và dịu cổ họng, giảm ho, long đờm hiệu quả, nên uống vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ để có công dụng tốt hơn. Ngoài những công dụng tuyệt vời của mật ong mà ai cũng biết, mật ong còn là một vị thuốc dẫn khi ngâm kết hợp với các loại dược liệu. Mật ong giúp trung hòa, giải phóng các chất có trong dược liệu ra ngoài, từ từ hòa vào mật ong, giúp người bệnh dễ dùng hơn và đem lại hiệu quả gấp đôi. Một số loại dược liệu có thể ngâm chung với mật ong chúng ta có thể tham khảo: sâm ngọc linh, sâm dây, sâm nam, đẳng sâm, đông trùng hạ thảo tươi khô đều ngâm được, củ tam thất, hoa đu đủ được, các loại chanh hiệu quả nhất là chanh đào, sâm Hàn Quốc, nhụy hoa nghệ tây, vân vân, và còn rất nhiều loại khác nữa. Hy vọng qua video sẽ gửi đến mọi người những thông tin bổ ích. Xin cảm ơn.